Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả anh em ơi. Và Diệt Khả xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ này. Và hiện tại chấp bà cái hư mấy hư đây. Hiện tại ngày hôm nay là Khả sẽ soi đồ bà Tân nhà lót cho anh em xem. Cũng khá là lâu rồi. Nói chung là từ lúc cái bình đến giờ thì bà Tân bây giờ mới mua ạc để vào game anh em. Và cách đây 2-3 ngày trước thì cũng có top 1. Ngày hôm nay thì Khả đi cùng bên cũng có cơ hội soi đồ cho anh em xem. Bà Tân sẽ đồ của bà Tân. Và hiện tại vai vừa rồi thì bà Tân top 1 tống kia anh em ơi. Với một ạc Côn Đao, anh em cũng biết là bà Tân Lock là một trong những cao thủ Côn Đao khá là khét tiếng của làng Zip. Có tên đó là Hải Lê. Đó, ông bạn Hải Lê cũng chuyên đánh boss xanh, boss lệnh bài này nọ đã các kiểu nè. Rồi, thì hôm nay thì đánh được 65.228 mạng, khá là kỷ lục luôn. Giết 12 người sơ và tử vong 32 mạng. Và liên chạm 44 cũng khá là cao tương đối trong cái bảng top 10 hôm nay. Đây nè anh em, đó, thấy đẹp gái không? Đó. Vẫn áo sexy rồi, đây anh em cùng xem xét đồ của bà Tân nha. Đây. Đây anh em. Hiện tại đang sở hữu cho mình đó là một cái đao tốc độ đánh 20. Cái đao này thì được tốc độ đánh 20 và anh em này thường thường nếu anh em chơi con đao cũng biết rồi, mang đao tốc độ đánh 20 đạt móc rồi, đạt móc 101 rồi, nhưng mà vấn đề thì cái đao 30 thì nó sẽ tiết kiệm được nhiều điểm ở phần điểm chống phái anh em. Mình có thể đẩy được điểm lực tây ở cái tầng 1 cũng như tầng 2 tốt hơn. Thì ở lần này thì bà Tân chưa được cái đao 30 nhưng mà đánh quá tốt. Sử dụng một cái đao tốc 20, đao này thì ở server khoảng tầm 5 đến 10 kim anh em, khoảng tầm 4 đến 5 đến 600.000. Đó. Cái đao này khả nghĩ cũng 5 đến 600.000. Tại vì hôm trước trong bàn khả cũng bán vài cây 5 6 kim thôi. Rồi, tiếp theo đó là một cái áo phục hồi 40, chống 30 dòng 1 và nội lực. Thì áo này thì khả nghĩ cũng tầm 3 kim, 2 đến 3 kim. Phục hồi là được phục hồi và được hiệu ứng chó. Và một dây chuyền chó 20 sinh lực cao. Đó, đồ bình thường thôi, chó 20 sinh lực cao. Và chắc chắn sẽ kèm với cái nhẫn sức mạnh rồi. Chắc chắn là như vậy. Đó, theo kiểu này rõ ràng luôn. Sức mạnh 17. Đó, lấy cho mình được 17 điểm sức mạnh và 100 điểm sinh lực. Quá đẹp luôn. Rồi, tiếp tục đến cái đai thủy. Thì đai thủy này vẫn là chó dòng 1 sinh lực cao nè. Chó dòng 1 sinh lực cao. Thì nhìn sơ qua thì chúng ta sẽ thấy nó là áo 30, đai lưng 30 chó và dây chuyền 20 chó thì tiếp tục là ngọc bội. Đó, ngọc bội kim sinh lực cao. Thì ạc này của bà Tân thì đang có sở hữu cho mình hiệu ứng đó là mát 80 chó nè. Hiệu ứng 80 chó là mát là nhà này mà tương đối ở server này một tay thì cái móc 80 là quá là pin rồi nè. Đó. Rồi, nhìn sơ qua những trang bị bên dưới thì chúng ta thấy 80 chó. Rồi tiếp theo. Cái nón là khăn lôi sinh lực 155. Rồi, một bao tay. Bao tay thì làm chậm 20. Nhẫn thì mọc sinh lực cao thì kích được bao tay làm chậm 20 sinh lực cao và một đôi giày. Một đôi giày tóc 40. Quên sao đi là một giày làm chậm 40 và cái tóc 20. Thì nói chung đôi giày này với cái bao tay này thì được móc 40 làm chậm nè. Chắc là cũng được 60 làm chậm từ hai món. Nếu mà có 50 hay là thiếu lâm đi kèm thì có thể đặt móc 80. Đó. Nói chung là đỡ mà nói thì set đồ này quá đẹp nè em ơi. Tầm này thì gọi là tầm trung nè. Cũng không bao nhiêu tiền đâu em. Set đồ này thì khả nghĩ đó thì chắc mua thì khả nghĩ chắc cũng tầm 2 triệu hơn là có thể sở hữu được set đồ này rồi. Còn tầm 30 kim là anh em có thể mua build được set đồ như thế này rồi nè. Đó. Còn ạc thì không nói nè, ạc hiện tại cấp nhiêu. Ạc này hạng 172 thì khả nghĩ ạc này cũng cấp 90 đó nè. Không biết đâu mọi người. Ạc con long đao này cũng dặn nằm cấp 90 đó nè. Không biết đâu. Hạng 172 thì cũng tương đối như khả 138 thì nó chỉ khoảng tầm cấp 90 và khoảng tầm 5 đến 10%. Đó. Thì nói chung thì nhìn sơ qua đây thì đồ sinh lực cao và hiệu ứng ok nè. Sinh lực đa số trên 100. Anh hiểu không? Build đồ con long đao quá hay luôn nè. Đó, sinh lực càng cao là con long đao càng khỏe nè. Hiểu lại full hiệu ứng. 80 chón và được 60 chậm. Cái đao thì cũng được 20, cái đao này mang thêm 30 tóc 30 đi thì bà Tân sẽ dư khoảng tầm 6 điểm nữa, sẽ tiếp tục tăng vào cái luồng đam của tầng 1 thì tầng 2 nữa là ngon luôn nè. Đó, bây giờ chắc chắn anh em này bà đang tìm một cái đao tóc 30. Đó. Hả lế. Đó, nói chung là sẽ đồ như thế này đơn giản thôi nè. Như hồi trước khả chơi nhỏ thôi, tầm này thì hồi trước khả chơi cũng 80 chó 80 chậm thì nói chung mọi cách build đồ anh em cứ miễn sao hiệu ứng tốt, con long đao hiệu ứng tốt là ok. Đó, anh em có thể tham khảo qua sơ đồ của bà Tân. Tầm này thì như thế này anh em, đỡ mà tìm cái đao mà tóc pin sát thương này nọ thì hiếm lắm anh em ơi, server không có đâu. Hiếm lắm. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên để lại cho bà Tân lock một like chia sẻ ủng hộ chơi cũng như là nhấn nút đăng ký kênh của Khả ủng hộ chơi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này và xin kính chúc anh em xem video vui vẻ nha.